Em chào anh hả? Dạ. Chú chào cháu Thanh Nguyên. Dạ. Rồi có gì anh nói lên lớn cho em tí nhỉ? Bởi vì hôm nay trời đang mưa đó. Dạ. 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 Rồi anh gửi lời chào đến cho khán giả vài điều để anh em mình trò chuyện ha. Dạ. Rồi lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào tới chú cháu Thanh Nguyên, gia đình cùng toàn thể anh chị em, cô dì, chú bác trong cộng đồng mạng. Một dạ. Lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Dạ. Rồi hôm nay anh đến từ đâu cho thành viên hay nào? Dạ chú đến từ Đồng Nai. À chú đến từ Đồng Nai à? À. Dạ. Rồi chú giới thiệu về bản thân nào? Dạ tôi xin giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Lại Hữu Phương. Sinh năm 1964. Lại Hữu Phương. Lại. L-A-I-N-I. Dạ, Lại Hữu Phương. À. À, như vậy là 58 ha? Dạ. Dạ. Sinh năm 1964. Ừ. Hiện đang sinh sống tại Đồng Nai. À, Đồng Nai. Yeah. Vâng, với sự nghiêm túc của mình với chặng đường cũng khá là xa, Thành Nguyên cũng chúc thật là nhiều may mắn trong hành trình đi tìm đúng nhân ha. Yeah. Rồi như vậy là từ Đồng Nai mình xuất phát đi về đây là lúc nào ạ? Đi từ ngày hôm qua cháu. Tại trời mưa quá. À, từ ngày hôm qua. Như vậy là mình ở trọ lại đây. Yeah. Vâng. À, hôm nay chú đi mình hay là có ai đồng hành cùng không? Có mình ấy cháu. Dạ. Nhưng mà mình chắc là đi xe khách chứ đúng không? Hay là... Đúng rồi, đi xe Phương Trang. Nhưng mà đi Honda cũng phê. Đâu đi nổi. Rồi. À, trước tiên chú cho thành viên hay nào? À, tình cảm hôn nhân của chú là như nào? Là thưa cháu Thành Nguyên và cùng thể cộng đồng mạng. Tôi đã có một gia đình. Nhưng vì không có tiếng nói chung khác khẩu nên đến năm 2008 là tụi tôi đã tự nguyện ly hôn. Yeah. Để trả tự do cho nhau. Mà phần này đã có quyết định của Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Dạ, yeah. 2018? 08. 08? Dạ. Yeah. Ồ, cũng lâu rồi chứ. Dạ. Yeah. Yeah. Vâng, khoảng thời gian đó đến nay thì chú có tìm hiểu thêm ai nữa không? Dạ, cũng có quen biết một người nhưng tìm hiểu nó không đến đâu. Nên tôi quyết định dừng lại mà không đi đến hôn nhân. Dạ. Yeah. Cũng có tìm hiểu, nhưng yeah. Không đâu đến đâu ha. À, công việc bình thường ở chú Phương thì đang làm gì? Dạ thưa cháu Thành Nguyên cùng toàn thể cộng đồng mạng. Tôi từ năm 1990 đến giờ chỉ có một việc đi chạy xe. Trước kia thì chạy xe cho hãng, tức là công ty á. Yeah. Rồi chạy cho tư nhân. Còn hiện tại thì đang chạy đưa rước học sinh. À, đang chạy xe rước học sinh. Đưa rước học sinh đi học á. Dạ. Rồi cái thu nhập đó thì chắc cũng ổn hết đúng không? Thu nhập thì cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân thôi. Bây giờ tháng có 7 triệu. Dạ. Con chú đông không? Dạ thưa tôi có hai người con gái. Một sinh năm 1986 và một sinh năm 1989. Dạ. Hiện nay các cháu đã trưởng thành, có gia đình, vợ riêng. À. Là tư riêng hết rồi. Tư riêng hết. Vâng. Rồi Thành Nguyên cứ hỏi như vậy để Thành Nguyên biết được họ tên tuổi cũng như công việc về điều kiện của mình như nào ha. Dạ dạ. Dạ. Dạ ngày hôm nay thì chú Phương mong muốn bày tỏ tìm cái mảnh ghép của mình như nào? Thì nói chung thì tôi cũng có một người con gái hay theo dõi kênh Kết Nối Yêu Thương của cháu. Nên con tôi cứ động viên khuyến khích tôi. Nó nói kênh này của cháu là rất ý nghĩa và người thật việc thật. Sau khi tôi cũng coi mấy tháng thì tôi thấy trong trên kênh của cháu cũng có nhiều có người có điều kiện hoàn cảnh cô đơn như tôi. Yeah. Đó. Nên hôm nay tôi mục đích của tôi hôm nay xuống đây quyết định là nhờ cháu kết nối, phỏng vấn, đặt những câu hỏi mổ xẻ để cho toàn thể cộng đồng mạng có thể hiểu về chú. Từ đó chú có thể kiếm được một mảnh ghép để sống nốt sống chung quãng đời còn lại. Nha. Vâng. Thì cái mảnh ghép của chú mong muốn thì về độ tuổi như nào? Dạ, thưa cháu Thành Nguyên cùng toàn thể cộng đồng mạng. Về phần vấn đề chú thì chú ưu tiên cho tất cả ba miền Bắc Trung Nam, kể cả vùng sâu vùng xa hoặc dân tộc ít người. Nha. Nói chung xấu cũng được, nghèo cũng được, cao cũng được, thấp cũng được. Và độ tuổi thì hơn chú 5-7 tuổi cũng được, hoặc kém chú 5-7 tuổi cũng được. Yeah. Nhưng quan trọng á, người đó phải có thiện cảm với chú, phải thương chú. Đó.
Bởi vì chú nghĩ nếu có tình cảm thì mới có thể xây đắp phát triển lên được. Thế rồi về hình thức, về công việc, về điều kiện các cô thì sao ạ? À thì bây giờ nói chung thì các cụ nói là có người nó có của, đúng không ạ? Bởi trời sinh voi trời sinh cỏ mà. Chú hay nghe các cụ nói vậy, cốt làm sao cái người đó thật sự thương chú. Như vậy là sau này mà kết nối thành công thì chú tính hướng tương lai cho hai người như nào? À nói chung nếu mà người đó mà thực sự thương yêu chú đó, mà sau khi tìm hiểu mà đi tới kết hôn đó, thì điều chú mong muốn lớn nhất đó, là chú sẽ đưa về nhà của chú ở và sống chung với chú. Bởi các cụ thường nói là thuyền theo lái, gái theo chồng. Còn nếu về một trường hợp đặc biệt nào đó mà cô ấy không có thể rời xa gia đình của cô ấy được, thì chú cũng chỉ mong muốn cô ấy thỏa mãn cho chú một điều kiện nhất. Tức là khi về ở cùng với cô đó phải có một công việc gì cho chú làm để chú nuôi sống bản thân bằng chính sức lao động của chú. Chứ chú không có làm gánh nặng cho cô ấy mà cũng không gây phiền hà cho cô đâu. Điểm mạnh và điểm yếu của chú Phương là như nào? Chú thì xin thưa với cháu, về hoàn cảnh khó khăn nên chú rất ham lao động. Ngày xưa có những nhiều năm tháng chạy xe, ngày 24 tiếng chú có thể chạy tới 20 tiếng ngồi trên xe. Còn cái điểm yếu thì chạy lên bây giờ thì sức yếu rồi, giờ chỉ có đủ nuôi trang trải bản thân. Có nghĩa là cái điểm yếu của mình bây giờ mình cũng không có thời gian cũng như là công sức giống như cái thời trai trẻ. Đúng rồi, mà ấy thôi, đúng không? Tuổi lớn rồi nhau. Về những cái vấn đề tệ nạn xã hội như cờ bạc, cá độ, rượu bia này kia cái nọ thì sao hết chú? Cái chuyện đó thì cũng thưa thật với cháu, nhậu nhẹt là phải có, bởi vì nhà có đám tiệc hoặc anh em bạn bè đến chơi thì cũng lai dai chút đỉnh. Còn tất cả những cái khác là chú không có dính vào một cái gì hết. Thành Nguyên nghe giọng chú hình như là miền Bắc. Chú gốc ở đâu chú? Chú gốc ở ngoài Bắc. Cụ thể là vùng nào? Ngoài Hà Nam. Hà Nam. Chú vào đây lâu chưa? Chú vào từ năm 90 mà. 90, 30 mấy năm rồi. Thì vậy. Thì ta cũng lâu đấy nhỉ. Rồi thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái tâm tư, cái nguyện vọng của chú Lại Vũ Phương ở đây. Sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này đến cho các cô. Cô nào đó mà thấy chú mình dễ thương, dễ mến, mà thấy phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Còn nếu không thì chú Phương xem, chú cũng biết trên kênh của Thành Nguyên cũng có khá là nhiều cô rất là dễ thương. Chú thấy ai đó mà thấy phù hợp với mình đó thì cứ liên hệ với Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ gửi số qua rồi mình trò chuyện xem sao. Cảm ơn nhau. Trên kênh á, mình nói hết cái tâm tư nguyện vọng mình trong khoảng cái thời gian ngắn thì chắc chắn là không thể nào rồi, đúng không ạ? Để tìm hiểu rõ một ai đó thì mình sẽ phải trò chuyện nhiều hơn để mình tìm hiểu thêm người đó tính cách rồi này kia kia nọ xem sao. Hỏi thì Thành Nguyên cũng chỉ hỏi những ý chính như vậy thôi. Còn có những tâm tư nguyện vọng gì đó chú Phương muốn chia sẻ nhiều hơn đến với các cô, chú chia sẻ cho Thành Nguyên nghe nè. Nói chung cháu phỏng vấn vậy là chú cũng thấy cũng là đầy đủ rồi, bởi vì còn nhiều thời gian cho người khác. Cháu không có thời gian thì Thành Nguyên để cho mọi người thoải mái. Rồi. Thành Nguyên không có gò bó về cái phần đó. Thì lời cuối thì chú xin chúc gia đình cháu và toàn thể cộng đồng mạng mạnh giỏi, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cũng cho chú gửi lời tới chị hoặc em nào mà khi coi được cái clip của chú mà có thiện cảm với chú, thật sự thương chú, thì tới cháu, nhờ cháu kết nối. Rồi hai bên có thể xin số điện thoại, người tìm hiểu. Nếu như sau này phát triển tốt đẹp được thì đi đến kết hôn. Chú rất mong muốn là vậy. Nếu như mà các cô mà đến với chú thì khoảng bao lâu thời gian tìm hiểu thì mình có thể đến với nhau được? Cái chuyện đó thì tùy nhau. Khi mà mình tìm hiểu á, như các cụ nói đó, khi mà chín rồi á, bất cứ lúc nào tìm hiểu hết, ngắn hay dài,
nhanh hay chậm, khi mình hiểu biết hết về nhau thì lúc đó mới đến quyết định đi đến hôn nhân. Còn nếu còn một cái vấn đề gì vướng mắc mà luẩn quẩn thì cũng chưa tiến tới hôn nhân được. Bởi vì nói thật với cháu là bây giờ tuổi thì già rồi đó, thì làm sao hai người phải thật sự thương yêu nhau đó, chia sẻ cho nhau, bù đắp cho nhau và thông cảm cho nhau đó, thì nó mới có hạnh phúc. Mà nếu có hạnh phúc á, thì tư tưởng nó mới thoải mái, vui vẻ, rồi cảm xúc của trái tim nó mạnh mẽ được. Còn nếu mà không có những cái đó, một cái sống gượng ép này kia thì chú cũng không có thích. Quan điểm của chú là vậy, người thật việc thật. Rồi thì những cái tâm tư, những nguyện vọng của chú Phương thì Thành ghi nhận đây. Sau ngày hôm nay có sao đó thì Thành có sẽ thông tin ha. Rồi. Rồi Thành Nguyên cũng cho chú Phương thật là nhiều may mắn, thành công, cũng như là sớm ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm chú, cũng như là chúc cho chú tính được về bạn sự bình an. Rồi, cảm ơn cháu. Thành Nguyên ha. Bye.